Mời quý vị đến với những tin tức chính của phiên giao dịch cuối tuần. Sau khi trải qua 3 phiên tăng điểm liên tiếp và xác lập đỉnh mới của 19 tháng vào hôm qua, thị trường chứng khoán đã điều chỉnh ở phiên giao dịch cuối tuần, bất chấp thông tin về GDP quý 1 tăng trưởng 5,66% và là mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Ngoài ra, chỉ số giá tiêu dùng CPI quý 1 ghi nhận tăng 3,7% và lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Trước diễn biến đó, thị trường đã mở cửa tăng nhẹ 2 điểm và không có nhiều biến động cho đến 9 giờ 50. Sau thời gian này, thì VN Index đã liên tục suy yếu và giảm khoảng 7 điểm khi đóng cửa phiên sáng. Sang đến đầu giờ chiều, mặc dù có một lực cầu vào đỡ đã giúp cho VN Index thu hẹp đà giảm chỉ còn khoảng 3 điểm. Tuy nhiên, bắt đầu từ sau 2 giờ thì thị trường lại lao dốc dẫn tới VN Index kết thúc ở mức 1.284,09 điểm, giảm 6,09 điểm. VN30 thì cũng để mất 6,3 điểm về 1.296,9 điểm. Hàng cá nhân gia dụng nhờ vào sự đóng góp của P&G đã trở thành nhóm ngành tích cực nhất hôm nay. Ở chiều ngược lại, nhóm ngành tài nguyên cơ bản với đại diện là các cổ phiếu thép, cùng với ngành xây dựng vật liệu là những nhóm tiêu cực nhất. Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, với việc kết thúc tuần ở mức 1.284 thì VN Index đã có 2 tuần liên tiếp chinh phục đỉnh cũ không thành công. Như vậy, kịch bản điều chỉnh sẽ rất dễ xảy ra trong tuần sau khi những con số đầu tiên về kết quả kinh doanh quý 1 dần được tiết lộ. Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ gần nhất theo ngày của VN Index là quanh 1265 cho tới 1270 điểm. Nếu để mất mốc này thì VN Index có thể lùi sâu hơn về vùng 1230 điểm. Đến với các cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã công bố tín dụng tăng trưởng dương trở lại sau 2 tháng âm liên tiếp, cũng không đủ làm chất xúc tác cho ngành ngân hàng hôm nay. Cụ thể, nhóm ngân hàng đã có diễn biến phân hóa khi chưa có đến 10 cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh, còn lại là giảm điểm. Nổi bật nhất là LPB đã dẫn đầu ngành khi tăng 3,8%, VIB 1,4%, ACB và VP Bank cùng tiến thêm 0,5%. Đây cũng là những cổ phiếu tăng điểm có ảnh hưởng nhiều nhất đến VN Index hôm nay. P&G đóng cửa tăng 1,2% và đã có lúc tăng đến gần 3% sau khi công ty lên kế hoạch lãi sau thuế năm 2024 ở mức kỷ lục là 2.000 tỷ đồng. Nhóm ngành bán lẻ hầu hết đã suy yếu vào cuối phiên, nhưng trong sáng nay thì cũng đã thu hút được đông đảo sự chú ý của thị trường. Cụ thể, MWG đóng cửa tăng 0,2% khi truyền thông đưa tin trong năm 2023, MWG đã cắt giảm 10.000 nhân sự. Con số này thì tương đương với hơn 14% nhân sự ở cuối năm 2022. Cùng diễn biến đó, PET tăng 0,35%, DigiWorld 0,46%. Cổ phiếu FRT mặc dù kết phiên trong sắc đỏ nhưng cũng rất đáng chú ý khi FRT đã bất ngờ được kéo gần 2% chỉ trong 20 phút cuối phiên. Cổ phiếu CSV bứt phá 6,2% sau khi đặt mục tiêu lãi ròng năm 2024 đạt hơn 261 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. SIP là một trong những đại diện hiếm hoi của bất động sản khu công nghiệp có mức tăng 3,4%. Ở mức thấp hơn thì còn có SZC tăng 2,2%, IDC 0,3%. Nhóm bất động sản cũng có sự phân hóa rõ nét. Ở chiều tăng điểm thì TCH nổi bật nhất với mức tăng 3,3%, Nhà Từ Liêm 2,08% và HDC 1,45%. Một yếu tố được cho là thúc đẩy giá cổ phiếu bất động sản và khu công nghiệp thời gian gần đây, đó là luật đất đai năm 2024 đang được trình Quốc hội để được thi hành sớm từ ngày 1 tháng 7, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Một số cổ phiếu tăng điểm đáng chú ý khác còn có VRE tăng 0,7%, DRC 3,08%. Đến với các cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý, VND là cổ phiếu nhận được rất nhiều sự quan tâm của thị trường. Khi trong một tuần ngừng giao dịch thì cổ phiếu này vẫn giữ giá rất tốt như được đỡ bởi một lực cầu rất lớn. Mặc dù bị khối ngoại bán ròng 800 tỷ đồng trong tuần này, trong hôm nay công ty cho biết dự kiến nhà đầu tư có thể được giao dịch trở lại kể từ ngày 1 tháng 4. Bộ đôi ngân hàng quốc doanh là BID và Vietcombank chính là hai cổ phiếu giảm điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VN Index hôm nay, với BID giảm 0,9% và Vietcombank giảm 0,8%. Tuy nhiên, giảm sâu nhất ngành ngân hàng phải kể đến là MSB 2,3%, NVB 1,8% và SHB 1,7%. Những thông tin liên quan đến việc khách hàng phản ánh bị mất tiền trong tài khoản MSB thời gian gần đây đang gây bất lợi cho giá cổ phiếu của ngân hàng này. Sau khi Techcombank chính thức thông báo kế hoạch trả cổ tức được một ngày đã khiến cho TCB và Masan gặp áp lực chốt lời. Cụ thể, TCB giảm 0,9% và Masan giảm 2,3% phiên hôm nay. Như đã nhắc đến ở trên thì nhóm bất động sản đang phân hóa rõ nét.
Ở chiều giảm điểm bao gồm các cổ phiếu đáng chú ý như là Novaland giảm 2,2%, Shell giảm 2,1%, DXS giảm 2% và DIG giảm 1,5%. Nhóm cổ phiếu xây dựng và vật liệu, đặc biệt là các cổ phiếu đầu tư công đã có diễn biến khá tiêu cực trong phiên hôm nay như là CTR giảm 2,7%, HBC 2,6%, C4G 2,6% và HHV 0,9%. Một số cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý khác còn có Nhựa Bình Minh để mất 2,7%, SSI 1,6%, KBC và VGC 1,7%. Hôm nay khối ngoại bán ròng 715 tỷ đồng, tâm điểm bán ròng vẫn nằm ở hai cổ phiếu là Masan 219 tỷ và VND 189 tỷ đồng. Còn với thị trường phái sinh thì tương tự như cơ sở, phái sinh sau khi mở cửa trong sắc đỏ đã liên tục lùi sâu xuống dưới ngưỡng tham chiếu trong cả phiên sáng. Sang đến phiên chiều, đa giảm điểm được thu hẹp và hợp đồng F1 đã đóng cửa giảm 8,8 điểm về 1.298,1 điểm. Ở phía bên kia bán cầu, các chỉ số chính của phố Wall đồng loạt tăng cao ở phiên giao dịch hôm thứ Năm. Hôm qua là ngày giao dịch cuối cùng của chứng khoán Mỹ trong quý 1, khi nước này sẽ đóng cửa để nghỉ lễ ngày thứ 6 tuần thánh. Với việc tiến thêm 0,86%, chỉ số S&P 500 đã kết thúc quý 1 với mức tăng hàng quý tốt nhất trong vòng 5 năm qua. Bên cạnh đó, Dow Jones và Nasdaq cũng lần lượt nhích thêm 1,2% và 0,5%. Tại thị trường châu Á, thì chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc đóng cửa tăng điểm ở phiên giao dịch cuối tuần. Trong khi đó, thì Kospi của Hàn Quốc gần như không thay đổi so với phiên hôm qua khi chỉ nhích thêm 0,03%. Tương tự như thị trường Mỹ, thì Hồng Kông, Singapore, Ấn Độ và Úc là những thị trường lớn ở châu Á-Thái Bình Dương đóng cửa nghỉ lễ ngày thứ 6 tuần thánh. Cuối cùng là thị trường hàng hóa và tiền tệ. Sáng nay, các thương hiệu kinh doanh vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh giá vàng nhẫn. Trong khi đó, giá vàng miếng đầu ngày biến động không quá đáng kể, vẫn neo quanh vùng 81 triệu đồng mặc dù giá thế giới tăng mạnh. Cập nhật vào cuối giờ chiều nay, hệ thống Doji đang niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 78,8 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 80,8 triệu đồng một lượng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!